Thưa quý vị và các bạn, nhằm phát huy vai trò khẳng định vị thế của phụ nữ trong tình hình mới, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh An Giang luôn đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước gắn với nhiệm vụ trọng tâm của công tác hội, đã mang lại nhiều kết quả tích cực, ngày càng có nhiều tập thể cá nhân tiêu biểu, điển hình trên các lĩnh vực, phát huy được vai trò của phụ nữ, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Sau hơn 10 năm thực hiện luật bình đẳng giới, nhận thức trong các tầng lớp nhân dân đã có nhiều thay đổi. Bình đẳng giới trên các lĩnh vực cũng được quan tâm nhiều hơn trước. Để đạt được kết quả đó là sự cố gắng của các ngành các cấp, đặc biệt là sự chủ động của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trong xây dựng kế hoạch để mạnh tuyên truyền gắn với nội dung từng giai đoạn cụ thể. Thông qua các phong trào cuộc vận động được các cấp hội phát động đã đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của hội viên phụ nữ và nhân dân. Điển hình như phong trào thi đua phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc. Gắn với cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, rèn luyện phẩm chất đạo đức tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang. Bên cạnh đó, các cấp hội còn quan tâm thực hiện các mục tiêu về hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, phối hợp tổ chức nhiều lớp dạy nghề, tập huấn ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, trao đổi kinh nghiệm làm ăn, tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua lao động sáng tạo, phát triển kinh tế trong phụ nữ, đồng thời quản lý tốt các nguồn vốn được ủy thác, triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, xây dựng và duy trì các mô hình kinh tế tập thể gắn với bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, hội viên phụ nữ trong tỉnh còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện, phục vụ dân sinh, xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới. Song song đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trong tỉnh cũng đã vận động ủng hộ xây dựng hàng trăm căn nhà tình thương cho phụ nữ nghèo, tặng quà giúp đỡ hàng ngàn lượt hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em mồ côi, tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân chung tay ủng hộ phòng chống dịch COVID-19. Các cấp hội cần phải tuyên truyền để nâng cao nhận thức của cộng đồng cũng như xã hội về cái bình đẳng giới, nhằm tạo cái sự chuyển biến nhận thức về vai trò, vị trí của người phụ nữ trong cái thời kỳ mới. Thứ hai là chúng tôi sẽ tập trung tuyên truyền các đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, phát huy vai trò của người phụ nữ như là hướng dẫn cho chị em về kỹ năng làm vợ, làm mẹ và tổ chức tốt cuộc sống gia đình. Việc thứ ba đó là vận động hội viên phụ nữ tham gia thực hiện các phong trào thi đua cũng như các hoạt động do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động. Và công việc thứ tư đó là hướng dẫn cho chị em phụ nữ tích cực học tập, lao động sản xuất nhằm giúp cho chị em phát huy cái kinh tế của gia đình mình để thực hiện cái nhiệm vụ trong cái tình hình mới hiện nay. Và cái việc thứ năm đó là hỗ trợ cho chị em xây dựng vun đắp gia đình Việt Nam, xây dựng có môi trường an toàn cho phụ nữ và trẻ em trong gia đình cũng như là ngoài cộng đồng. Và một việc mà chúng tôi hết sức là quan tâm đó là chúng tôi sẽ phát huy cái tinh thần vượt khó, động viên các chị vươn lên thoát nghèo và các chị phải khởi nghiệp kinh doanh. Đầu tiên là các chị phải tập trung vào các cái công nghệ cũng như là tham gia các thương mại điện tử để mà vào sản xuất kinh doanh của gia đình mình. Không chỉ khẳng định vị thế ngoài xã hội trên các lĩnh vực của đời sống, làm chủ kinh tế trong gia đình, phụ nữ ngày nay còn là những người dung dén giữ lửa hạnh phúc của gia đình, qua đó khẳng định vai trò quan trọng không thể thiếu của người phụ nữ cả trong gia đình và ngoài xã hội. Để phát huy vai trò của người phụ nữ trong cái tình hình mới thì trước tiên là đối với bản thân của người phụ nữ phải chủ động, sáng tạo trong lao động cũng như trong công tác. Họ phải tham gia tất cả các cái hoạt động do kinh tế, chính trị, xã hội của địa phương cũng như là góp phần xây dựng cái quê hương An Giang ngày càng giàu đẹp. Thứ hai là người phụ nữ trong thời đại mới thì họ cần phải xác định các mục tiêu của bản thân và họ phải thực hiện các mục tiêu bằng cái tinh thần là tự lực, tự cường, tự tin và tự chủ để phát huy cái truyền thống trước đây của Hội Liên hiệp Phụ nữ, tức là phụ nữ phải tự rèn luyện cho mình 4 phẩm chất đạo đức, đó là tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang. Và đối với xây dựng người phụ nữ Việt Nam ở thời đại mới thì người phụ nữ phải có tri thức, có đạo đức, có sức khỏe, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng. Đó là đối với bản thân của người phụ nữ để xây dựng một người phụ nữ mới. Lịch sử hào hùng của dân tộc ta đã ghi nhận và tôn vinh những đóng góp to lớn của lớp lớp thế hệ phụ nữ Việt Nam. Phát huy truyền thống tốt đẹp của các thế hệ phụ nữ An Giang hôm nay luôn giữ gìn các giá trị truyền thống, đồng thời phát huy vị thế của người phụ nữ trong tình hình mới, trên tất cả các lĩnh vực, xứng đáng với 8 chữ vàng của Bác Hồ kính yêu dành tặng: anh hùng bất khuất, trung hậu, đảm đang.